Đừng nên hỏi bảo hiểm cần hay không, câu hỏi đó là đã xưa lắm rồi. Bây giờ hãy nên hỏi rằng làm thế nào để sở hữu bảo hiểm, hoặc sở hữu bảo hiểm như thế nào. Thực tế thì bảo hiểm đã được chứng minh với người dân Việt Nam hơn 20 năm qua rằng đương nhiên cần có bảo hiểm, và hàng nghìn ca chi trả qua các năm từ quyền lợi chăm sóc sức khỏe, quyền lợi bệnh hiểm nghèo, quyền lợi tai nạn và cả nhân thọ, đó là sinh mạng. Ở bất cứ nơi đâu người ta cũng dễ dàng tiếp cận được với các thông tin chính thống về giá trị thực sự của bảo hiểm. Vì sao những năm qua người Việt Nam vẫn còn hoài nghi về bảo hiểm đến thế? Và tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam còn quá khiêm tốn khi rõ ràng nó vô cùng thiết thực, đứng ở góc độ của người trong ngành và khát vọng nâng tầm cái ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam, và mong muốn được lan tỏa cái giá trị thực sự của bảo hiểm nhân thọ đến tất cả những người mà biết đến Nga, và Nga có nhân duyên được biết đến. Thì Nga nghĩ mọi điều nó vô cùng rất là rõ ràng, đúng không ạ? Đó là những gì là nhu cầu tất yếu, nó thường trực, bảo hiểm nhân thọ nó là thường trực và có sẵn, chỉ là nó chưa được như những quốc gia phát triển khác bởi một số yếu tố chủ đạo như sau. Thứ nhất là bởi vì lịch sử của ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam còn quá non trẻ, nó mới có 25 năm so với các quốc gia khác. Tại vì trên thế giới thì nó đã có, chẳng hạn giống như Manulife Financial thì nó đã là cái tập đoàn tài chính đã có trên 135 năm tại Canada và các quốc gia khác. Đó, và mặt bằng thu nhập bình quân phản ánh trình độ phát triển nhận thức xã hội còn khiêm tốn nên thị trường nó còn nhỏ. Và đặc biệt, lực lượng kênh phân phối chất lượng còn nhỏ nên niềm tin của thị trường chưa cao. Nghĩa là không còn rất là ít những công ty có cái chế độ môi trường tốt, có một cái định hướng rõ ràng, có một cái vạch, có một cái con đường đi và có một cái đội ngũ, một cái quy trình training đào tạo đại lý để hiểu về luật kinh doanh bảo hiểm, để thấm nhuần về bảo hiểm, để thấm nhuần về sản phẩm và để hỗ trợ được các nghiệp vụ và để hỗ trợ được khách hàng của mình. Đó. Và thật sự là Nga rất là tự hào luôn, tại vì trước khi tham gia Manulife, Nga cũng chỉ là một khách hàng mà thôi. Và một khách hàng bán tin bán nghi về bảo hiểm, chẳng biết gì về bảo hiểm và đang thêm thử công ty bảo hiểm nào là tốt nhất, sản phẩm nào là phù hợp với mình nhất, giá nào là ok nhất. Cho tới khi Nga bước chân vào Manulife và nhìn cách mà Manulife đào tạo một người đại lý chuyên nghiệp, có trách nhiệm và có tri thức để mà làm bảo hiểm, và cái đội ngũ của ngành cũng như cái khu vực của mình sinh hoạt thực sự nó quá là tuyệt vời, khiến cho Nga càng thêm yêu.